đi rằng. Ai, ở khu rừng gần bên, khu rừng kế bên. Khu rừng kế bên đang đi săn, đang săn bắn. Khu rừng kế bên đang săn nai à, đang săn bắn à. Nghe tiếng súng bắn liên tục ha. Nghe tiếng súng bắn liên tục. Họ đi săn á. Straight, straight. Nghe tiếng súng liên tục. Nãy lận. Hồi nãy lận mà không có đem máy điện thoại đi theo ra quay. Đó. À, khu rừng ở phía đằng sau này nè, khu rừng của phía bên này nè. Không phải phía trước của mình. Phía sau này. À, tại vì phía sau này rừng của mình đi vô đằng sau này nó rậm lắm. Rồi nó liên tục với rừng của chủ đất khác cho nên nó lớn lắm. Cho nên nó đang săn bắn ở phía trong này. Họ đi săn trong này. Nhưng họ không có dám chạy qua đất của mình. Rồi nghe gần nghe không? Nghe tiếng súng lớn ở gần. Đi săn á, giờ này chiều tối nè, giờ này họ săn nai nè, họ đi săn nè. Giờ này 4-5 khu rừng liên tục mà, 4-5 khu rừng liên tục nhau, cho nên rừng lớn lắm. Ở đây khu rừng này lớn, nhiều nai. Bên mình cũng vậy đó nè, cũng có nai chạy qua đây mà tại vì mình ít có săn bắn á. Cho nên là họ săn bắn nhiều mà bên kia thì nó sẽ chạy qua bên này. Nó chạy qua bên chỗ mình để nó trú, tại bên mình ít có ai săn á. Bên mình ít ai ba săn bắn. Chem với mình có mình chem với mình ở à. Cho nên đâu có ai đâu mà săn bắn. Lâu lâu thì có Billy, bạn của Jem nó qua nó săn thôi. Một số người quen Jem cho vô đây săn bắn. Ở đây ai mà vô săn bắn mà không hỏi, không xin phép à, gọi cảnh sát nó bắt là ở tù mấy năm á.